tại một số địa điểm như công viên 30 tháng 4, nhà hát thành phố, tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Từ sáng sớm, an ninh đã được tăng cường nghiêm ngặt. Vào khoảng 9 giờ sáng, gần Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, một nhóm diễu hành khoảng 100 người mang theo biểu ngữ với nội dung phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép và yêu cầu rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đề nghị đưa Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế. Tuy nhiên, đây là hoạt động tự phát, trái phép, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, nên ngay sau đó, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu nhóm diễu hành giải tán. Chỉ ít phút sau đó, tình hình đã trở lại bình thường. Trung tâm văn hóa quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng phát loa tuyên truyền cho người dân xung quanh, yêu cầu không tụ tập diễu hành trái phép ảnh hưởng đến tình hình an ninh xã hội của thành phố. Những ngày vừa qua, có nhiều cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng lòng yêu nước để kích động, làm mất trật tự an ninh xã hội. Ngày 17 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ thị các cơ quan chức năng không để xảy ra tuần hành trái phép, vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội.